Hello xin chào tất cả các bạn thì giống như đã hứa ở trong clip về trí tuệ nhân tạo stable diffusion lần trước thì mình có nói là mình sẽ thu xếp làm một cái clip để hướng dẫn các bạn cái cách uh, cài và sử dụng stable diffusion uh, trong điều kiện là chúng ta không cần đến những cái máy tính cấu hình mạnh là máy nào chúng ta sử dụng cũng được thậm chí chúng ta có thể dùng iPad hoặc iPhone chúng ta sử dụng hoặc là điện thoại bình thường điện thoại thông minh bình thường chúng ta có thể sử dụng được để chúng ta thể là từ những cái phát thảo hay hoặc nét như thế này, chúng ta có thể generate ra các cái phương án để chúng ta làm cái nguồn uh, cơ sở để chúng ta có thể căn cứ vào chúng ta hoàn thiện phương án của chúng ta. thì đó là cái uh, nội dung của trong clip ngày hôm nay. thì uh, trong clip ngày hôm nay thì mình sẽ có ba nội dung mình muốn trao đổi với các bạn. Uh, nội dung số 1 đó là mình uh, giới thiệu các bạn cái cách để các bạn có thể là uh, cài và sử dụng khi không có máy tính uh, mạnh, uh, khi các bạn muốn sử dụng phần mềm này thứ hai đó là mình có nói mình sẽ nói sơ lược cho các bạn biết cái cấu trúc để các bạn có thể là à, tùy chỉnh cái cái công cụ đó theo ý của các bạn à, các bạn muốn cài thêm bớt những cái phần mở rộng nào đó thì các bạn sẽ làm như thế nào là cái thứ hai và cái thứ ba đó là mình sẽ trình bày một số thêm một số cái công cụ nữa ở bên trong à, Stable Diffusion khi chúng ta làm việc cùng với nó đồng thời mình có thể là giới thiệu thêm một số cái ví dụ mình đã sử dụng Stable Diffusion để mình generate ra các cái đối tượng như thế nào thì đó là cái bài nội dung mình trình bày ở trong cái clip này nhé. Đầu tiên đối với lại cái cách cài và sử dụng khi các bạn không có cái máy tính quá mạnh thậm chí là một cái máy tính bình thường cũng sử dụng được thì đó là chúng ta sẽ dựa vào một cái nền tảng có sẵn của Google đó là cái nền tảng Colab này. Các bạn thầy vào trong web colab.research.google.com và cái nền tảng này của Google cho nên nó sẽ nhận cái tài khoản uh, email cá nhân của bạn. Thì về mặt bản chất đây là một cái nền tảng cho Google cho phép các bạn sử dụng cái máy tính gần như là cái máy tính ảo của Google với sức mạnh uh, của các cái cấu hình ví dụ như là chip như là cạp màn hình GPU nó uh, khá là mạnh để các bạn có thể là uh, chạy các cái thử nghiệm các cái phần mềm mà chạy các cái phần mềm ở trên cái nền tảng lập trình ở trên cái máy ảo này và tất nhiên là cái Stable Fusion như mình giới thiệu hôm trước thì nó là một cái phần mềm mã nguồn mở và à, nó, các bạn có thể là sử dụng các cái câu lệnh các cái mã của nó để các bạn có thể cài đặt ở trên cái máy ảo này các bạn chạy à, hết sức là dễ dàng thì à, đó là cái thứ nhất các bạn chỉ cần vào trang này nhé và khi các bạn vào trang này thì lần đầu tiên thì nó sẽ xuất hiện ra một cái giao diện như thế này và cứ mỗi một cái tệp mà các bạn chạy vào một cái phần mềm mà các bạn chạy vào thì ở trong này nó dùng một cái thuật ngữ nếu như các bạn sử dụng giao diện tiếng việt như mình thì nó sẽ dùng cái từ là sổ tay à, cứ mỗi cái phần mềm mà các bạn đưa vào nó, nó sẽ gọi là một cái sổ tay thì ở đây thì các bạn cứ bắt đầu bằng việc các bạn sử dụng một cái sổ tay mới nhé Thì à. khi các bạn Cà, chọn là cái sổ tay mới thì phần mềm à, cái trang web này sẽ hiện ra cái giao diện như thế này. Cái giao diện như thế này thì đây là cái giao diện chúng ta sẽ làm việc à, chung. Ê, mình sẽ hướng dẫn ở cái dạng là một người không biết gì về lập trình cũng không biết gì về cài đặt máy thì các bạn có thể làm được luôn tại vì nó hết sức là đơn giản. Thì trong giao diện này các bạn muốn cho dễ nhìn hơn thì các bạn để các bạn có thể bấm thêm cái nút này để các bạn có thể cái này là, là cái các bạn hiểu là cái cây thư mục giống như trong Internet Explorer cái trình duyệt máy tính của bạn vậy còn bên này là cái chữ đoạn mã các bạn sẽ thực thi và để các bạn có thể là cài à, chạy được cái stable diffusion thì các bạn có thể là à, sử dụng ngay cái đoạn mã mình đã chia sẻ ở đây thì cái này mình sẽ để link chia sẻ bên dưới các bạn chỉ cần mở cái file uh, document của mình lên và các bạn dùng một cái uh, thao tác phím là control a và các bạn muốn control c nhé control c xong các bạn sẽ qua bên này các bạn bấm control v vào đây control v vào cái dòng đang có ở chỗ này control v nhé và khi các bạn bấm Ctrl V này thì đây là cái thao tác các bạn đưa cái đoạn mã lập trình để cài đặt vào trong cái môi trường Collapse này và các bạn muốn thực thi cái đoạn này để chạy được cái Stable Diffusion, các bạn dùng bấm nút Play là xong thì trước khi các bạn bấm Play thì các bạn cũng có thể là đặt tên cho cái cho cái tệp sổ tay này của bạn, theo ý của bạn ví dụ như đây mình sẽ đặt tên là SD là Stable Diffusion Architect 1904 thì lần sau các bạn vào ở trong collab nó có sẵn cái này các bạn chỉ việc bấm play thôi các bạn không cần phải control a control c cái này của mình lên nữa mà các bạn chỉ cần bấm cái nút màu đen thôi là các bạn sẽ sử dụng được stable diffusion đây là thao tác thứ nhất nha à, trước khi bấm play các bạn làm thêm một cái thao tác nữa đó các bạn sẽ vào trong cái phần chỉnh sửa tức là cái tab số 2 ngay sau cái tab đầu tiên này và các bạn sẽ chọn là cài đặt số tay và do là stable diffusion nó sử dụng cái phần cứng là gpu cho nên là ở trong này chúng ta sẽ dùng đến chọn sang cái tính năng là Gpu nha Và đây là cái cái nền tảng miễn phí nhưng mà nó miễn phí nó có giới hạn tức là nó sẽ nếu như các bạn sử dụng free thì nó sẽ cho các bạn là 100 đơn vị điện toán để các bạn thể tính toán nhưng mình cũng không rõ là 100 thì nó sẽ tính như thế nào nhưng mà mình đối với cá nhân cảm nhận của mình nếu như các bạn xài hết cái đó thì nó sẽ báo các bạn là mua cái phần pro để được xài xài thêm nếu như các bạn mua hoặc là các bạn có thể là đảo sang một cái tài khoản Gmail khác các bạn vào collab vào một cái tài khoản người khác thì bạn lại được xài tiếp ở trong tháng. tức nhiên là cái này nó sẽ hết tháng nó sẽ reset cho các bạn nha. Đó là cái cái thứ nhất. À, cái thứ hai mình thấy á, là đối với cái thao tác bình thường, ví dụ như mình generate khá là nhiều các cái kết quả liên quan đến Stable Diffusion à, để có thể làm review cho cá nhân mình rồi rút kinh nghiệm để trao đổi các bạn vân vân. Mình làm rất là nhiều. Thì các cái thao tác các bạn generate bình thường á thì mình thấy là nó sẽ hầu như mình mình không phải uh, mình không phải đảo uh, tài khoản Gmail nhiều lắm. Uh, là một. Cái thứ hai là mình sẽ bị hết cái đơn vị điện toán uh, free khi uh, mình làm một số tác vụ là tăng cái size hình lên ví dụ như mình đang generate một cái hình gốc của nó là khoảng khoảng 900 nhân 1800 chẳng hạn như thế, sau đó mình ưng ý một phương án rồi mình mình up size nó lên tức là tăng cái uh, độ phân giải của cái hình nó lên thì mình bị hết cái cái dung lượng đó rất là nhanh thì đó là cái cảm nhận của cá nhân mình chứ còn thực ra mà nói thì mình cũng tù mù về cái câu chuyện là nó tính cái free cho bạn như thế nào lắm nha. À các bạn nào thì có thêm cái góp ý về cái free này thì các bạn có thể là góp ý cho mình biết nha. Rồi à, đó là về cái, cái câu chuyện free nha các bạn. Và đây mình sẽ sau khi mình chọn xong CPU mình sẽ lưu nha. Và công việc kế tiếp của bạn thì các bạn chỉ việc là bấm play để các bạn có thể cài nhưng mà um, trước khi mà các bạn bấm play thì các bạn lưu ý giúp mình đó là cái trong cái bộ cài như thế này thì trong các câu lệnh mà đang làm việc ở đây thì các bạn để ý nhé có một số cái dòng lệnh có mỗi cái này các bạn có hiểu là một dòng lệnh khi cứ, cứ mỗi một cái dòng lệnh mà nó không có dấu thăng ở phía trước á nó không có cái dấu này này thì có nghĩa là khi mà bạn bấm play nó sẽ chạy, nó cài hết tất cả những bộ phận này Còn những cái dòng mà nó có dấu thăng ở phía trước thì đây là những cái dòng mà nó sẽ không có thực thi Thì đó là cái chúng ta quan tâm đầu tiên nha Và cái chỗ này thì mình sẽ bấm play Thì khi mà mình bấm play như thế này thì các bạn sẽ ngồi chờ tùy theo tốc độ internet của bạn nhanh hay chậm mà cái thời gian để các bạn nó chạy nó cài lên trên này thì nó sẽ nhanh hay nó lâu Tại vì nó sẽ đau những cái tệp mà cần thiết dành cho cái phần mềm Stable Diffusion này để nó cài Và nó cài đây nó cài lên trên một cái ổ cứng ảo của cái máy ảo các bạn đang sử dụng Ví dụ như cái ổ cứng ảo này thì các bạn ở các bạn thấy hiện nay còn trống, ban nãy nó còn trống bảy mấy ghi Bây giờ nó đang cài thì thành ra nó còn trống 53 ghi, cứ mỗi cài thêm một phần các bạn thấy những cái dòng status ở bên dưới này nó đang cài này Các à, cái thông số đây, thì sẽ trống bớt đi thì cái ổ cứng này là ổ cứng của cái máy ảo mà Colab đang cho các bạn sử dụng nha nó không nó khác với lại cái ổ cứng Google Drive mà các bạn đang có nha ví dụ các bạn đang sử dụng Gmail bình thường thì cái ổ cứng Google Drive của bạn thì nó 15 g nhưng mà này thì nó là 51 g nó độc lập hoàn toàn nha các bạn trong quá trình cài các bạn có thể là đọc xem là nó đang chạy đâu thực ra cái việc đọc thì nó cũng không quan trọng lắm đâu các bạn chỉ cần ngồi chờ nó thì cái thời gian cài một cái mỗi lần cài như thế này nó sẽ tốn của bạn từ 4 đến 5 bốn đến năm phút để cài đây là cái trường hợp mà mình trao đổi là các bạn sử dụng một cái tài khoản Gmail bình thường free Các bạn chỉ có 15 uh, ghi uh, dữ liệu trống ở trên ổ drive thôi Các bạn vừa lưu email vừa lưu một số thứ linh tinh của bạn nữa Thì nhiều khi trong các bạn không có đủ dữ liệu để các bạn uh, lưu trữ toàn bộ cái stable fusion này lên trên đó Thì mỗi lần chạy các bạn sẽ phải bấm play và chờ khoảng 45 phút nhưng nếu như mà các bạn là một người có cái dung lượng Google Drive nó lớn nó dư giả tức là bạn có trả phí để các bạn làm thì các bạn có thể là lựa chọn thêm một cái tùy chọn là các bạn sẽ link cái dữ liệu mà chúng ta cài này lên trên cái ổ Google Drive luôn như vậy các bạn chỉ cần cài một lần thôi và lần sau thì các bạn chỉ cần bấm play thì cái thời gian nó sẽ rút ngắn xuống cho các bạn chỉ còn khoảng một phút một phút rưỡi để khởi động vào phần mềm để làm việc thì cái trường hợp mà các bạn cài và link vào Google Drive đó thì mình sẽ hẹn các bạn ở trong clip sau nha nếu như các bạn có nhu cầu còn ở đây thì chúng ta rút cũng còn các thông tin ở trong clip dành cho một người dùng phổ thông bình thường máy yếu gmail ở dạng bình thường và chúng ta sẽ mỗi lần chạy chúng ta sẽ cài lên thẳng ngay trên cái máy chủ của collab dùng xong tắt đi thì tất cả mọi thứ đã reset lại trắng trơn và lần sau thì các bạn sẽ phải cài lại thì đó là cái cái nội dung ở trong clip này để giúp cho các bạn đỡ lăn mang nha thì sau khi mà hệ thống cài đặt xong xuôi rồi thì các bạn sẽ thấy là ở bên cái thanh bên cái thanh duyệt công cụ này thì chúng ta sẽ có thêm một cái thư mục nó tên là SD Web UI và khi mà các bạn bấm sổ ra thì các bạn sẽ thấy là cái cơ cấu thư mục nó rất là quen thuộc nó giống như cái cơ cấu thư mục mà các bạn cài trên máy tính như trong cái clip số 1 mình đã nói hướng giới thiệu với các bạn à, và khi cài xong như thế này thì nó sẽ xuất hiện ba cái đường link thì cái đường link mà chúng ta sử dụng để chúng ta trải nghiệm phần mềm Stable Diffusion trên nền tảng web nên là chúng ta sẽ sử dụng cái link có chữ Radio Line này mà ta bấm vào thì khi các bạn bấm vào đây á, thì nó sẽ khởi tạo cái uh, khởi chạy cái phần mềm này ở trên nền uh, collab và uh, nó sử dụng cái giao diện thì các bạn sẽ thấy là cái giao diện của nó giống y chang như giao diện mà trong cái phần mà chúng ta cài với lại cái máy tính của chúng ta ở, ở trước đó thì khi các bạn vào trong cái giao diện Stable Diffusion này thì hiện nay ở trong cái uh, bản cài này á, thì mình có rút gọn lại cho à, các bạn đó là chúng ở đây mình rút gọn lại dành cho những bạn mà về kiến trúc về nội thất thì đang dùng hai cái checkpoint nó free và mình đã giới thiệu trong clip trước đó là DVA interior và exterior đây là mình rút gọn là còn hai chiếc bon này Tại vì mỗi chiếc này nó đau gần 2 ghi cho nên cái, nếu như để nhiều quá thì các bạn sẽ là cái thời gian đau và cài chỗ này sẽ rất là lâu thì hai chiếc bon này hôm trước mình có nói các bạn là đau từ đây rồi thì bây giờ chúng ta đến cái phần 2 của cái clip đó là à, cái phần mà À, mình sẽ nói rõ hơn về cái cách hiểu cơ bản đối với lại cái việc mà cài đặt để khi các bạn muốn cài thêm một cái gì đó vào trong cái này á, thì các bạn sẽ à, cài nó dễ dàng hơn các bạn sẽ chủ động hơn trong việc mà tìm kiếm và cài thêm những cái phần mở rộng mà bạn muốn thứ nhất là đơn giản nhất là những cái phần mở rộng dành cho control net thì hiện nay trong cái bộ cài này á, mình đang là để cho các bạn là À, ở trong cái bộ phần preprocessor là cái này cái phần module này mình chỉ có lấy về hai cái nó là cái canny và mlsd mỗi cái trong clip trước mình nói là khoảng 5 g đó thì nó sẽ tốn của bạn cái thời gian download cái hai cái này thôi nên nếu như các bạn mà muốn sử dụng trải nghiệm nhiều cái hơn tại vì trong cái bộ control net đấy nó có nhiều cái rất là à, dễ à, rất là à, tốt cho cái việc trải nghiệm của bạn thì à, nếu như các bạn quan tâm nhiều hơn hai cái bộ dò nét này thì các bạn quan tâm nhiều hơn các cái bộ khác của control net thì ở trong cái file mình gửi cho các bạn mình ban nãy mình có nói các bạn là các bạn muốn cài thêm cái gì á thì các bạn chỉ việc xóa cái dòng chữ thăng và dòng có cái dấu thăng ở đầu cái dòng nó ví dụ như các bạn muốn trải nghiệm thêm cái cái đép này để tạo chiều sâu cho bức hình thì các bạn muốn cài thêm cái đó thì các bạn chỉ việc bấm dấu thăng này của bạn chạy lại từ đầu thì nó sẽ cài thêm cái đép này vào trong cái mục đồ này cho các bạn nha tương tự như vậy cho các phần khác. Đó là cái đơn giản nhất là những cái module của ControlNet. cái phức tạp hơn một chút xíu thôi, cái này một chút xíu thôi cũng không có nhiều đâu, các bạn không cần phải biết lập trình đâu, mình nói một lần là các bạn sẽ biết ngay. Đó là cái ông checkpoint này, đây là những cái hôm trước mình có giải thích sơ bộ các bạn là những cái tệp đã được huấn luyện thì các bạn có thể sử dụng cho mục đích của bạn thì đây chúng ta sử dụng một số cái tệp được huấn luyện sẵn chia sẻ trên cộng đồng AI Uh, no free uh, này free thì ví dụ như các bạn muốn cái uh, DVA exterior chẳng hạn như thế thì ở trong cái phần mà mình chia sẻ với các bạn á, nó có cái mục này model code này đây là các bạn ngay từ đầu các bạn lăn xuống một chút xíu là model code thì cái cấu trúc của nó thì để hiểu được cái cấu trúc này thì nó cũng không có gì nhiều thứ nhất các bạn để ý cái link ở phía cuối này đây là cái link mà các bạn sẽ download cái model các bạn mong muốn tức là cái checkbox bạn muốn ví dụ như trong trường hợp này các bạn muốn download cái này thì các bạn sẽ kích chuột phải vào cái ông này và các bạn sẽ chọn là sao chép địa chỉ liên kết không và các bạn sẽ pass thay cho cái dòng này chỗ này đó là cái cái nửa sau nha còn cái nửa đầu này á thực ra nó là cái cây thư mục nó nói là cái file này đau về sẽ lưu ở đâu thì bây giờ cái file này mà đau về nó tên là dvad multi prom DVA sr. các bạn muốn lấy cái tên của cái file này thì các bạn bấm vào download này một cái không thì nó sẽ hiện ra cái chỗ mà lưu file này chúng ta chỉ lấy cái tên này chúng ta Ctrl C tức là các bạn Ctrl C cái tên này à, và các bạn sẽ thả vào các bạn sẽ thay cho cái tên này à cuối tức là cái tên của cái file này khi có vào nó sẽ là cái này rồi cái thứ hai là cái đoạn trước là cái cái chỗ mà cóp vào thôi thì bây giờ cái chỗ cóp vào các bạn có thể giữ nguyên cái 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 này các bạn cóp để nguyên được các bạn chỉ cần đổi cái tên file là xong thì nó các bạn đau này về bỏ đây là được còn trong trường hợp mà các bạn mong muốn là các bạn Ví dụ như ngoài hai cái này Các bạn cảm thấy là đi dạo dạo trên này Các bạn thấy một cái khác nữa Nó cũng đẹp đẹp Ví dụ như các bạn thích cái Delivery Cái này cũng khá là hot à, Hiện nay mà dành cho các dân đồ họ Ví dụ các bạn khá là thích cái Delivery này không? Thì các bạn có thể là bấm download vào đây à, các bạn để các bạn làm gì các bạn control C cái tên này nha sau đó các bạn kích chuột phải các bạn sao chép địa chỉ liên kết nha rồi vào trong cái Stable Diffusion này vào trong cái phần bảng chạy này các bạn sẽ để cái dòng cuối này nha các bạn bấm cho nó một cái cộng thêm một cái đoạn mã nữa à. và các bạn có thể là à, sau khi các bạn cộng thêm cho nó một đoạn mã vào đây thì các bạn có thể là à, Ctrl C cái đoạn ở trên này ví dụ như cái cái đoạn mã mà chúng ta vừa vừa mới lấy đây các bạn có thể control C nguyên cái đoạn này xuống để các bạn có thể là 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 chạy cho nó, ừ, các bạn có thể copy nó vào đây, ừ. Và các bạn có thể là à, thay những cái đó ví dụ như bây giờ cái link này thì chúng ta sẽ thay vào bên trong này. Ví dụ như chúng ta sẽ à, sẽ thay cái link mà chúng ta vừa download vào đây, à, cái link của cái đó nha. Rồi chúng ta thay luôn cái tên của cái ông này chỉ cần làm hai cái này thôi, đúng không? Các bạn có thể là đau hai cái này các bạn tên của nó là cái này đó thì các bạn sẽ có một cái dòng này các bạn của lay nó thì các bạn sẽ nó sẽ ạt vào trong cái thư mục này cho các bạn hoặc là nếu như các bạn thích lưu lại thì các bạn có thể là lấy cái file như thế này và các bạn control c nguyên cái đó các bạn bổ sung vào trong cái phần mà model code này tức là từ cái dòng cuối cùng này các bạn control v nó thêm một cái đó các bạn để nó vô đây một cái thì các bạn sẽ có trong cái đồ code của bạn nó sẽ có thêm cái 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 của ông này nữa và các bạn sẽ sau này các bạn copy nguyên cái ông này các bạn bỏ qua bên Bên cái tệp lệnh của bạn chạy đầu tiên thì các bạn sẽ có ngay cái 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 cái, cái phiên chạy mà nó cài thêm được cái ông này cho các bạn thì đó là cái mà cái cách mà chúng ta có thể thêm được như vậy thì mình giới thiệu hai cách nhé à, tóm lại là mình có nói đến cái giới thiệu về cách vì các bạn thêm cái này thì cái này có sẵn rồi các bạn chỉ bỏ dấu thăng thôi còn cái thứ hai là cái checkpoint này các bạn muốn trải nghiệm checkpoint khác thì các bạn có thể là thay thế hoặc là thêm vào à, như mình nói vừa rồi thì các bạn sẽ tùy biến được cái bản cài à, của Sable fusion à, uh, này đó là cái cái cách nha còn nếu như mà bạn nào muốn quan tâm đến câu chuyện là tự do tìm kiếm và chủ động hơn thì cái này mã nguồn mở này cũng chẳng có gì ghê gớm cả các bạn có thể là à, uh, search vào trong cái này tay uh, stable diffusion with control net uh, hoặc là uh, stable fusion các bạn dùng cái từ khóa stable fusion collab nhé. nhưng mà có phải có cái chữ web ui nhớ bạn thì nó mới có cái những cái bản cài mà giao diện web như thế này để cho các bạn có thể là download về và các bạn à, trải nghiệm thì đó là cái à, những những cái mà à, các bạn có thể là chủ động nha vì đây là phần mềm nguồn mở nó cũng không có gì phải rắc nó cũng không có gì phải thì giấu giếm cũng không có gì phải bí mật cả chẳng qua là các bạn rảnh nhiều thời gian hơn để các bạn sẽ à, làm việc với nó trải nghiệm với nó nhiều hơn thôi. À, đó là cái phần nội dung số 2 mình muốn trao đổi với các bạn à, về cái kỹ thuật cài và chỉnh sửa cơ bản đối với tiệp cài ngoài ra thì nó còn có nhiều kỹ thuật khác nữa thì mình có thời gian mình sẽ làm clip nó giới thiệu của các bạn nó đầy đủ hơn à, đến phần thứ ba đến phần thứ ba thì mình giới thiệu cái trải nghiệm của mình với một số cái dự án cụ thể à, thứ nhất là đối với lại một cái final project là cái đồ án tốt nghiệp à, của một sinh viên đang làm đến cái bước là dẫn với cảnh thô thì mình có thể gợi ý là mình có thể là đưa vào và kèm theo một số cái gợi ý về vật liệu, về chất liệu, về bao cảnh thì có thể generate cơ bản ra được những cái hình ảnh như thế này. Thì ở trong Stable Fusion đối với những cái thao tác hôm trước mình có nói với các bạn thì tất cả mọi thứ giữ nguyên. Như trong trường hợp của các bạn chạy ở trên web này, cấu hình của máy nó thoải mái. Thì khi các bạn ạt cái cái đầu nguồn của cái hình vào, ví dụ như ở đây SD02 và mình sẽ đưa vào cái cái file này như thế này thì bây giờ cái khổ hình nó thoải mái hơn bây giờ các bạn vào trong này các bạn xem thử là cái file gốc của bạn nó ở cái size bao nhiêu nha giờ đây à, 1353720 thì các bạn có thể là thoải mái các bạn generate cái hình ở à, 13 53 720 chẳng hạn như thế các bạn có thể là generate cái hình của bạn ở ở trong này à, theo cái size lớn lớn này không cần phải gò bó trong năm 12 năm nữa các bạn nhớ kích hoạt cái control net lên cũng không cần phải kích vào lâu với ram ở đâu tại vì bây giờ cái cặp màn hình của máy ảo này cho các bạn lên tới 12, 15 gb ram là các bạn không cần phải kích vào lâu với ram này và các bạn có thể là chọn sang cái bộ dò net canny thì trong cái bộ dò net canny này thì hôm trước mình có nói các bạn rồi đó canny sẽ giúp cho các bạn dò những cái nét những công trình có nhiều cái nét cong nét lượng nhiều hơn còn nếu như công trình của bạn nó có nhiều nét thẳng thì các bạn có thể là dò bằng mlsd là cái bộ thứ hai này à, còn nếu như công trình nhiều nét cong mà dò mlsd thì nó đi tìm nét thẳng nó dò thôi thì nhiều khi nó không đúng ý các bạn đâu canny &E thì nó trong trường hợp này nó sẽ đa dụng nhất à, nhưng mà nó cũng sẽ có một số phiên toán nhất định nếu các bạn trải nghiệm nhiều nhiều các bạn sẽ cũng sẽ thấy à, l và chúng ta có thể là tăng cái chỉ số lên về cái dữ liệu đầu vào thì hôm nay mình giới thiệu các bạn thêm một cái nữa đó là à, các bạn có thể đánh vào theo cái cấu trúc mình giới thiệu câu lệnh mình có giới thiệu ở trong cái cái clip số 1 hoặc là các bạn có thể dùng một cái tính năng Ví dụ như ở đây mình có P info info à, trong cái tab này và mình sẽ click to upload rồi mình sẽ chọn lấy một cái hình nếu như cái hình này là lưu trực tiếp từ stable diffusion xuống và chưa thông qua chỉnh sự anh gì hết thì khi mà các bạn à, đưa nó upload nó vào đây thì những cái uh, và các bạn chờ nó load nha thì khi mà load xong á, thì tất cả những cái thông số liên quan đến cái Stable Diffusion dùng để tạo được bức hình này nó sẽ hiện ra trong cái bảng parameter đây Ví dụ như ở đây là cái Cái prom ở trong cái phần mà Phần chay này Prom chính nhá ờ, Cái bên này là cái negative prom nhá Thì cái prom chính và negative prom thì mình vẫn để là Uh, theo giống như cái cấu trúc mà mình giới thiệu ở trong cái clip hôm trước các bạn. Ở ngoài ra thì mình có nó hiện luôn tất cả những thông số đây ví dụ như là step 35 sampler l uh, CFG uh, scale 7 tức là tất cả những thông số liên quan đến cái cái hình này nó đều hiện ở đây hết và đến đây thì các bạn có thể là chọn cái số lượng hình các bạn mong muốn và các bạn có thể generate nó. Thì nó sẽ nó sẽ ra lại ra một cái quả khác nữa. Ví dụ ở đây mình dùng một số từ khóa ví dụ ở đây trung tâm giải trí uh, theo kiểu disney dùng cái cấu bằng căng rồi màng căng được mix bởi gray và blue à, chẳng hạn như thế rồi mình một số cái mô tả giống như hôm trước thì mình sẽ ra được cái trải nghiệm như thế này là cái trải nghiệm đầu tiên à, cái à, trải nghiệm thứ hai đó là mình à, mượn cái hình của một bạn kiếu sư một bạn kiếu sư trẻ và mình có inbox mình hỏi rõ ràng ví dụ như là bạn này đây là cái hình gốc ở trên pay của bạn và tên của bạn ở đây à, thì mình có sử dụng cái hình đó và mình sẽ prom nó ra thì mình sẽ generate ra một số cái phương án à, thì nó máy móc nó sẽ AI nó sẽ gợi ý cho chúng ta một số cái phương án. Ừ, các bạn có thể là xem thử à, tùy theo cái phương án của bạn như thế nào thì nó sẽ generate ra à, tùy theo yêu cầu đầu vào của bạn như thế nào. Ví dụ trong trường hợp này của cái hình này mình dùng Pnri info nhé Và mình lại upload cái hình nó lên như thế này. Đó, ví dụ như cái hình này. Đây mình sẽ chờ cho nó ra đọc ra cái cái câu diễn giải của nó. Hoặc là cái trường hợp thứ ba Một cái hình khác mình mượn từ cái pay Facebook Mình cũng rất là thích thú và cũng hay là theo dõi thông tin Của những bài viết của pay này Đó là cái pay chuyện kể sketch Thì mình cũng có inbox với admin pay Và mình hỏi mượn cái hình này cái hình này và mình cho nó uh, generate thì đối với cái hình vừa rồi của sái nam thì nếu như các bạn generate bạn dùng mlsd và generate cũng được nhưng mà đối với những cái hình vẫn có thêm đường cong có nhiều nét rối như này thì thực sự mà nói thì generate bằng cái canny nó sẽ ok hơn và đây là cái kết quả mà uh, đây là generate bước 1 nha bước 1 mình đưa nó vào thì uh, bước 1 nó sẽ generate từ cái hình hình chụp uh, từ cái hình vẽ tay uh, phát thảo nhanh thì sang được những cái hình như thế này đó cơ bản nó là à, như thế thì ở trong này ví dụ như trong cái này á, thì có một số cái từ khóa cho này nên cái từ khóa này ban nãy là mình từ cái ví dụ số 1 xong mình làm ví dụ số 2 mình quên không xóa những cái này nha thì tất nhiên nó không có thì nó sẽ không có làm ở trong này nhớ bạn nhưng mà mình để sót này mình có chưa có xóa đây là cái hình à, ví dụ ban nãy ở à, ví dụ trong trường hợp à, thứ ba đối với lại Rob email mình, à, cho vào, và mình cho cái hình của bên pay chuyển kệ sketch và vào mình cho cái hình À, có nhiều cây xanh một chút vào, chẳng hạn như thế này và mình chờ nó lót ra nhé đây là cái cách mà các bạn đọc lại, à, học hỏi lại hay là đọc lại thôi chứ còn học hỏi cũng chưa chắc nha, mỗi người có mỗi kiểu thì các bạn có thể xem lại cái Chrome của những người đi trước à, xem tình hình nó như thế nào thì chúng ta có thể là à, thử trải nghiệm, ví dụ trong trường hợp này thì đây là mình cho một cái Private House neo Classical Architecture rồi sẽ cho một cái Stone Brick World first floor không và có một cái nhà trên đồi rồi có một số cây rồi mình cây thông là nhiều chẳng hạn như thế thì nó sẽ generate bước đầu như thế. Nhưng mà muốn cho nó tinh chỉnh theo đúng ý các bạn và hình ảnh nó sắc nét hơn thì giống như trong clip số 1 mình đã nói với các bạn là chúng ta còn phải lựa chọn và generate ra hai lần, ba lần. Thì, thì đó là cái nó sẽ phát triển phương án của bạn lên. Thì với cái nền tảng collab như này thì các bạn hoạt động tương đối tự do, không phụ thuộc vào cấu hình máy ngoài ra khi mà các bạn muốn đi ra ngoài các bạn à, sử dụng laptop à, sử dụng ipad hoặc là điện thoại của bạn để các bạn có thể làm thì các bạn có thể là lấy cái đường link này để các bạn chạy ở trên ipad của bạn với điện thoại của bạn nhưng mà với điều kiện với điều kiện là trước khi các bạn đi ra ngoài làm việc thì các bạn phải khởi chạy cái này ở trên máy tính của bạn trước và các bạn sau khi mà trên máy tính của bạn chạy ra đường link này thì các bạn để nguyên máy tính của bạn đang chạy như thế và các bạn đi ra ngoài các bạn copy cái đường link này vào để các bạn có thể ra quán cà phê, các bạn đi gặp khách hàng, các bạn có thể là generate ra các cái phương án khác nhau trên điện thoại hoặc trên iPad. Thì nó rất là tiện tại vì điện thoại về iPad thì nó sẽ không có à, đại khái là nó nó không kích hoạt được cái này. Tạm thời là như thế còn nếu mà à, về lâu về dài chắc kiểu gì rồi mình nghĩ là nó cũng nâng cấp lên thôi và nó có một cái phiền nữa là đây là cái bản mà chạy trên nền tảng collab miễn phí cho nên là à, nếu như các bạn để trong khoảng à, 20 30 phút mà bạn không dùng đến nó thì nó tự động nó kích out bạn ra khỏi cái này và nếu như các bạn muốn chạy lại thì các bạn sẽ phải play lại và chờ download lại từ đầu đó là cái mà bạn free nó bị hạn chế là như vậy. Còn nếu như các bạn có dung lượng dung lượng Google Drive đủ lớn thì các bạn cài hết tất cả dữ liệu trên Google Drive của bạn thì mỗi lần play thì các bạn đỡ mất thời gian hơn. Các bạn chỉ việc là bấm bấm play thôi thì mọi thứ nó có sẵn ở trên Google Drive của bạn nha. rồi và đó là những cái mà mình muốn trao đổi trong clip này. và kết thúc clip thì lại có một cái trường hợp khác cũng thú vị đó là ví dụ như có một người anh thì có uh, sơ phát một cái phối cảnh khu bếp như thế này và nói rõ luôn có thể nhờ AI uh, render dùm xem như thế nào thì mình cũng bỏ vào mình nói rõ một vài cái uh, một vài cái ý thôi, cái bếp đúng không? Rồi đại khái thì nét vẽ như thế thì generate bước đầu sẽ ra như thế này. Uh, Thứ nhất là nó chưa đúng ý của các bạn, thứ hai là nó vẫn chưa còn lộn xộn thì do các bạn có thể là tinh chỉnh cái sketch của bạn nó kỹ hơn, đồng thời các bạn có thể là mô tả kỹ hơn về không gian này. Miễn sao nó đi theo được đúng cái cái nét của bạn là ok rồi và cứ dần dần sau 2 3 lần làm việc với nó thì kiểu gì các bạn cũng có một cái phương án nó ưng ý. Uh, clip của mình uh, xin phép được uh, kết thúc ở đây uh, chân thành cảm ơn uh, các bạn đã theo dõi clip đến thời điểm này và đồng thời uh, cảm ơn các bạn uh, đã cho phép mình uh, sử dụng cái hình ảnh nền tảng để có thể là sự, uh, làm nên cái nội dung cho clip này uh, hy vọng là clip của mình sẽ giúp cho các bạn có một kỳ nghỉ lễ cái, uh, vui vẻ có thêm một số thứ mới mẻ để có thể là uh, vọt vạch trải nghiệm tăng thêm một chút cái cảm hứng cho cái công việc của bạn à, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những clip sau nha nếu như các bạn có yêu cầu gì hay các bạn có thắc mắc gì hay các bạn có mong muốn gì các bạn cứ comment ở bên dưới clip à, mình sẽ thu xếp thời gian nghiên cứu và trả lời của bạn sớm nhất có thể nha à, xin chào và hẹn gặp lại